Mình thì đã từng có làm một vài sản phẩm của Creative, nó không nhiều không ít. Trước đây thì đã có là một cái loa sao 3 dành cho PC cho bạn nào muốn có một cái setup gọn gàng này. Rồi thì có cái loa hai bên để cho bạn nào kiểu dùng laptop mà không thể để sao 3 trước mặt được này. Ở đây thì mình có một cái sản phẩm nó gần gũi hơn, tai nghe không dây để tới từ Creative. Nó có một cái tên nghe nó cũng khá là sang chảnh. Sensemore E. Nghe nó cũng gọi là sang xịn mịn. Creative thì có một cái xu hướng là làm các cái sản phẩm nó rất là tập trung ở thị trường Việt Nam. Họ không đẩy ra quá nhiều, nó gọn gàng thôi. Mà bạn nào có quan tâm đến các sản phẩm của Creative thì kiểu như loa này rồi tai nghe giá rẻ các thứ này kia thì các bạn có thể tham khảo tại shop chính hãng của Creative, Creative Official Store ở trên Shopee. Và họ thì tất nhiên là khi ship hàng thì các bạn lưu ý rằng là họ sẽ ship từ nước ngoài, theo như mình thấy thông tin là ship từ nước ngoài. Chỉ có điều là họ không phân phối theo kiểu đại lý mà họ bán ship Shopee thì thôi, chúng ta mua kiểu đấy vậy. Bảo hành thì nó sẽ có thể là hơi vất vả một tí vì phải làm việc thông qua Shopee. Nhưng mà dẫu sao thì cũng gọi là chính hãng. Thế cho nên là giờ chúng ta dòm thử xem là kiểu tai nghe dưới 1 triệu của Creative thì nó có hấp dẫn và ngon như kiểu loa dưới 1 triệu của Creative mà mình đã giới thiệu hay không. Ở đây thì mình đã có hai cái tai nghe có tên là Creative Sensemore E này, và đây là Creative Zen E. Thì thực ra trong cái video này thì mình muốn nói tập trung chính vào cái con Sensemore E này hơn. Còn cái con Zen E này thì nhá nhỉ, mình không thấy trên Shopee. Con này thì tính năng nó sẽ ít hơn con này. Mà bây giờ không có trên Shopee thì giá ở trên website của Creative thì nó lại hơi cao. Đổi sang tiền Việt thì là nó còn rơi khoảng độ tầm 1,7-1,8 triệu gì đấy thì nó có vẻ hơi không hợp lý. Cho cái con nhiều tính năng hơn, có cả app phần mềm các thứ này kia thì nó lại không đến 1 triệu. Thế thì mình nghĩ rằng là về bản chất ở đây Creative họ sẽ tập trung vào cái sản phẩm này ở tại thị trường Việt Nam. Còn đây có thể coi như là một người anh em xinh đẹp gì đấy đi kèm thôi, nghĩ thế cho nó nhẹ nhàng. Thế thì bây giờ bổ ra thì hai ông này có gì khác nhau? Ông này thì nó tên là Sensemore, thì có vẻ như là mình sờ con này mình cũng thích hơn. Sense, hiểu, mình hiểu một cách gọi là không thông thái lắm, nó là cảm giác gì đấy, sờ lần gì đấy. Bạn nào giỏi tiếng Anh hơn thì thông não cho mình, chứ mình không giỏi lắm. Thì đại khái là như thế. Con này thì sờ nó rất là mịn mà, cái lớp sơn của nó thì sẽ bám lại một chút mồ hôi. Tay mình thì hay ra nhiều mồ hôi thì cho nên là nó kiểu gì nó cũng dính. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ không quá là dễ xước. Mà nếu mà xước thì chắc là cũng sẽ dễ nhìn thế đấy, vì nhám thì nó lộ lắm. Được cái là sờ lần cầm thì cảm thấy nó ok, khoái tay. Về cái phần bản lề thì mình đánh giá nó ở gọi là tạm cái mức chấp nhận được. Với mức giá là dưới 1 triệu, cụ thể là như Shopee là khoảng độ tầm 9,4-9,5 triệu gì đấy. Thì mình thấy rằng là cái bản lề này nó sẽ tương đương với cái mức giá nó rơi vào khoảng 700-800 nghìn. Có thể là nó hơi thấp hơn một chút. Mình nghĩ rằng là cái mức giá mà tiệm cận khoảng độ 1 triệu thì nó sẽ cần một cái bản lề nó êm hơn một tí. Bản lề này thì tương đối êm, tương đối hít. Nhưng mà bù lại thì ví dụ như khi các bạn mở lên đây này, nó hơi không đúng mượt lắm. Cái khoảng này là cái khoảng mà khiến cho mình cảm thấy nó hơi zip một tí, kiểu vậy. Tên thì in rõ ngay bên mặt trong của cái tai nghe luôn, Sensemore. Mình thì không biết là gu thẩm mỹ của anh em thế nào, chứ còn với mình thì mình thấy là cái tên này nó hơi to. Viết vào đây thì trông nó hơi bị xôi thịt, mình cảm giác là nó hơi xôi thịt. Và nắp trên thì các bạn sẽ có cái tên logo như thường thấy của Creative. Nói chung là về hình thức thì mình thấy con này nó gọi là vừa vừa tiền. Thực ra nếu như bán ở cái phân khúc này nó là hợp lý, là cái phân khúc khoảng 9,5 triệu. Còn nếu mà bán ở phân khúc cao hơn thì với một cái độ hoàn thiện như thế này thì mình nghĩ rằng nó chưa thực sự hợp lý. Nhưng may mắn thay, Creative thì bán ở mức giá hợp lý, thế nên chúng ta tìm hiểu tiếp. Khác với lại Sensemore E thì con Zen E này thì có ít cái để nói hơn. Thứ nhất là mình không khoái ở cái chữ ở ngay bên trên nắp, đó là SXFE Ready. Thì mình thấy cái chữ này được in nó không được ưng mắt cho lắm ấy, trông nó hơi bị vẹo sang trái, không biết các bạn có cảm giác thế không. Cách thiết kế ở con này thì nó khác hẳn. Nó sẽ là trơn, bóng và nó có một cái màu gọi là hơi sữa sữa một tí, nó không được trắng tinh mà nó hơi đục đục. Cái màu mà nó bong bóng như thế này thì nó sẽ ít để lại các cái dấu vết xước hơn. Bản thân màu trắng thì nó sẽ ít lộ dấu vân tay rồi mồ hôi các thứ này kia hơn rất nhiều. Thế nên nhìn chung thì con này nó sẽ có một cái cảm giác sạch sẽ hơn hẳn so với lại con Sensemore E. Về phần hộp đựng, khi mà mình cầm mình cũng cảm giác rằng là cái con Zen E này nó có một cái độ hoàn thiện tốt hơn so với lại là con Sensemore E. Khi mà độ dày nó không chênh nhau quá nhiều, trong khi con Zen E nó nhỏ hơn hẳn, thì đây sẽ là một sản phẩm mà chúng ta có thể dễ dàng cầm đi cầm lại hơn. Nó cơ động hơn và thuận tiện hơn. Và bản thân hai sản phẩm này nó rất là bù trừ nhau. Nếu các bạn để ý thiết kế và các bạn thích một sản phẩm trông nó có một gì đấy nó thực dụng hơn, nó nam tính hơn một tí, thì đây, Sensemore E là một sản phẩm rất là hợp lý. Trong khi đấy nếu mà nó gọn gàng, tròn trịa hơn,
bóng bẩy hơn thì Gen E nó rất là đối lập về mặt thiết kế, không phải chỉ mỗi case mà kể cả housing của hai sản phẩm này nó cũng vậy. Một bên thì các bạn sẽ có một cái kiểu lối thiết kế housing rất là thông dụng, siêu thông dụng, cực kỳ thông dụng, vô cùng thông dụng, bầu trời thông dụng, vũ trụ thông dụng cho một con tai nghe không dây giá rẻ là nó tròn xoe xoe như thế này. Cái kiểu viền tròn như thế này thì mình cũng phải nhìn thấy 108 vị anh hùng Lưu Sơn Bạc dùng kiểu thiết kế như này rồi. Và cái kiểu thiết kế này thì thông thường mình hay thấy rằng là cái kích cỡ của housing nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà ông này thì hơi to một tí. Là cái logo của Creative nó sẽ in ở ngang bên hông như thế này. Mình thì không đánh giá cao cái điểm này, bởi vì khi mà các bạn đeo vào tai thì chả ai người ta nhìn cái logo ở đây, đúng không? Mà các bạn để vào case thì cũng không ai người ta nhìn cái logo ở tận bên trong này, bởi vì khi các bạn để vào cái logo nó sẽ xoay vào trong. Mình thấy rằng cái việc mà để cái logo ở đây nó hơi bị khó hiểu. Bao nhiêu sản xuất người ta làm, người ta để hẳn ở bên mặt faceplate thì ông này không làm như thế, mà để vào bên trong. Thế nên đây là một cái điểm mà mình không quá thích. Còn lại bù lại thì mình đeo thì mình thấy kín. Kín thì cái việc đầu tiên nó có lợi đó là nó sẽ giúp cho cái chống ồn bị động nó tốt đã. Còn ở bên phía của con Gen E thì mình thấy rằng là cái thiết kế của housing nó đẹp hơn hẳn. Mặc dù nó là dạng thanh chứ nó không tròn trịa, nhưng mà nó là một cái điểm nhấn từ cái phần faceplate đến cái phần thân. Nó có một cái G nhấn lên dành cho anh em thích cái xu hướng thiết kế kiểu giật cấp trần nhà ấy. Hơi bị tân cổ giao duyên một tí, nó khá là bắt mắt, nó có điểm nhấn hơn. Và cái logo nó được để ở bên dưới đuôi như thế này thì khi các bạn đeo lên tai nó sẽ kiểu như là nó khoe ra nó rõ hơn. Về mặt thẩm mỹ là nó tốt hơn, làm cái logo như thế để cho người ta còn nhìn thấy, đúng không? Thì rõ ràng là khi mà để cho người ta nhìn thấy rõ hơn thì nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn, và mình đánh giá cao thiết kế của con Gen E này hơn so với con Sensible E. Nhưng mà khi mà bàn đến tính năng thì câu chuyện nó có vẻ hơi đảo chiều. Mình thì mình sẽ liệt kê thông số luôn cho các bạn dễ tưởng tượng nhé. Sensible E thì sẽ sử dụng Bluetooth 5.2, rồi thì sử dụng driver 6mm Biosense Nullo, kháng bụi thì là IPX5, nó nhiều hơn một chút so với con Gen E chỉ là IPX4. Ngoài ra thì Gen E nó sẽ chỉ có driver 10mm neodymium thôi. Ở Bluetooth thì cũng chỉ là 5.0, mà 5.0 với 5.2 với mình thì nó không có gì khác nhau nhiều lắm. Tổng thời lượng pin theo nhà sản xuất công bố thì 35 tiếng đối với con Sensible E, và Gen E thì là 18 tiếng, sạc thì một ông 10 tiếng, một ông 6 tiếng đối với cây sạc. Có điều như mình nói từ đầu là con Sensible E nó sẽ hơn một cái là nó sẽ có phần mềm, cho nên các bạn sẽ có thể tùy biến được nhiều hơn. Bên trong phần mềm các bạn có thể tùy chỉnh thay đổi bass trap. Nó sẽ có các chế độ như là chế độ xuyên âm, khử ồn chủ động này, rồi thì là cải thiện thính giác này, rồi thì chế độ khử ồn khi đàm thoại. Đây là tiếng từ tai nghe Creative Sensible E, hiện tại mình đang thu trong một chỗ văn phòng và hầu như không có nhiều tiếng môi trường, chỉ có tiếng quạt mà thôi. Sản phẩm này nằm ở mức giá dễ tiếp cận dưới 1.900.000, nó không phải quá rẻ. Sensible E thì có ưu điểm nổi bật ở trong việc là các bạn có thể tùy chỉnh ở việc phần mềm. Không có nhiều các cái sản phẩm trong tầm giá dưới 1.000.000 có phần mềm của sản phẩm này, thì cung cấp chúng ta đầy đủ khả năng tùy biến liên quan đến vấn đề phần mềm. Mặc dù vậy thì ở phần chất âm đây chưa phải là sản phẩm để đánh giá quá cao. Hai con này thì mình sẽ nói gộp vào về mặt chất âm, vì mình nghe thì mình thấy rằng là cái sự khác biệt nó gần như không có nhiều. Mặc định khi mình nghe tai nghe thì mình thấy rằng là cái đầu tiên mà đập vào tai mình là mình thấy nó bé. Mình để 100% âm lượng cả hai ông này thì nó chỉ xem như cái tai nghe khác khoảng 60%. Thì cái việc mà âm lượng nó không quá to thì nó sẽ dẫn tới việc là điện nó vào driver không nhiều. Vào không nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố rõ rệt, ví dụ như là không gian, rồi thì độ động, rồi thì là cái chất lượng của từng giải. Thì đầu tiên là mình thấy rằng cái độ động của nó không đủ tốt, nó cái độ động nó rất là mờ nhạt, nó yếu, nó không có đủ cái độ căng, nó không có nhiều năng lượng, nó làm cho cái bài hát nó hơi nhạt nhòa. Nhưng mà các bạn có thể hiểu theo cách mà chiêu chiêu thì cũng còn tùy, nhưng mà nó thế, nếu mà như thế thì nó sẽ chỉ phù hợp với những cái nhạc kiểu chiêu chiêu thôi. Cái thứ hai là về không gian thì vì nó khá là yếu và cái giải chép nó gần như là bị bóp hết năng lượng đi, đâm ra là mình nghe mình cảm giác như mình đang hiểu nó có một cái hũ, những cái lọ hoa như này, mình đang phải ghé và mình xem concert ở trong một cái hũ kiểu như vậy. Là không gian mình cảm thấy gì nó như thế này, nó còn không phải là sát tai mà nó là như thế này, mình kiểu như mình đang nhòm vào trong để mình xem là cái về không gian. Và điều đấy nó cũng dẫn tới việc là mình nghe giải bass nó rất là ba chấm, đặc biệt là những cái âm thanh mà nó ở cần ở giải trầm ấy, thì mình nghe nó rất là cụt. Và đặc biệt là ví dụ như là ở cái phần mid bass hay là phần mid, nó kiểu nó khiến cho cái tiếng trống ấy, cái tiếng kích ấy, nó kiểu như là nó bị rỗng rỗng ấy, giống như là các bạn gõ vào nó bị phụp đi ấy. Nó vẫn có một cái độ nó hơi căng căng một tí, nhưng mà nó kiểu nó bị hụt hết cả năng lượng đi kiểu như vậy. Và cái giải mid cũng thế, nó rất là mờ. Cái vocal thì các bạn còn có thể thể hiện được tương đối, nhưng mà các cái nhạc cụ khác nó rất là mờ nhạt, nó rất là chìm.
đồng thời cái giải chép thì nó bị mất năng lượng hoàn toàn. Ví dụ như cái tiếng như kiểu cái tiếng của cái shaker ấy thì các bạn sẽ chỉ nghe tiếng xào xạc thôi. Còn cái phần hòa âm ở trên giải treble thì nó sẽ bị mất đi, khiến cho các bạn không nghe cái độ sắc của cái tiếng shaker nữa, mà các bạn chỉ còn nghe tiếng lao xào. Kiểu thế thôi, nó không được hấp dẫn. Thế cho nên về mặt chất âm thì mình đánh giá không cao Sensmore E. Nhưng về mặt hoàn thiện, tính năng thì mình đánh giá rằng đây là một sản phẩm khá là cạnh tranh. Ở trong tầm giá dưới 1 triệu các bạn có tương đối là đầy đủ tính năng, các bạn có thể tùy biến qua phần mềm. Và mình vẫn nói với các bạn ngay từ đầu rằng là đây mới là cái sản phẩm chính của Creative bán ở thị trường Việt Nam, là con Sensmore E chứ không phải là con Zen E này. Con này để thêm vào cho các bạn có cái so sánh thôi. Thì dưới 1 triệu các bạn có tương đối đầy đủ tính năng và đồng thời các bạn có phân phối chính hãng trên Shopee. Thì mình thấy rằng đây là một cái lựa chọn các bạn có thể cân nhắc nếu các bạn cần một tai nghe chính hãng tương đối là đầy đủ tính năng, có kháng bụi, kháng nước IPX5. Thì đây là một sản phẩm các bạn có thể tham khảo. Dẫu sao thì về mặt brand, Creative vẫn là một brand có lâu đời hơn ở Việt Nam so với các thương hiệu tai nghe Trung Quốc khác. Và phần nào đấy nó vẫn đem lại cái sự yên tâm cho người sử dụng khi mà nhìn qua thương hiệu sản phẩm. Còn video này là hết rồi. Hy vọng là một video hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.